Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì đây là căn nhà mặt tiền đường Đinh Bộ Lĩnh nha anh chị ơi, thuộc là phường 2 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang nha anh chị ơi. Thì căn nhà mình là một trệt một lầu luôn nha anh chị. Đây là đường Đinh Bộ Lĩnh nè anh chị. Hướng này á, là mình đi tầm khoảng một cây số nữa là mình đến với đường Hùng Vương nha anh chị, qua cầu quay ha. Là đường Hùng Vương là mình có đầy đủ những cái tiện ích như là Vincom Plaza nè, bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang nè, bệnh viện Phụ sản nè, bệnh viện mắt nè, và tất cả những cái cơ sở ban ngành đều đặt ở đường Hùng Vương hết nha anh chị. Thì đây là ngôi nhà hôm nay em giới thiệu với anh chị là mặt tiền đường Đinh Bộ Lĩnh này luôn. Thì ngôi nhà của mình có diện tích là ngang là 3,66, chiều dài là 14,37 nha anh chị. Thì đây là căn nhà cấp 3 có chủ quyền nhà nha anh chị. Bên trong nhà thì trống trơn không có gì hết nha anh chị ơi, giống như là một cái mặt bằng vậy anh chị ơi. Mình thấy mình vô mình kinh doanh buôn bán ha. Giá bán là 4 tỷ 800 triệu nha anh chị cho mặt tiền đường này nha. Anh chị nào mà muốn mua thì đến liên hệ trực tiếp với em dẫn anh chị đi xem nha. Thì đây là mặt tiền đường Đinh Bộ Lĩnh, là một trong những tuyến đường chính kết nối với nội ô thành phố Mỹ Tho. Mình đi về chợ gạo nè, mình đi về Gò Công nè thì phải qua con đường này nha anh chị. Cho nên con đường này rất là đông đúc luôn nha. Giá chỉ có 4 tỷ 800 triệu cho mặt tiền đường Đinh Bộ Lĩnh này thôi. Chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị mình vào những video tiếp theo ạ. À.